Isaac xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Giải trí 24 giờ. Chỉ còn ít phút nữa, đoàn chúng tôi sẽ lên màn biểu diễn. Chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả thân mến ổn định chỗ ngồi để đoàn chúng tôi lên màn biểu diễn ngay bây giờ. Thì khi mà mọi người lần đầu tiên nghe Isaac mà đóng phim của chị Vân thì mọi người cũng sẽ nghĩ rằng à, lại chắc là do gần nhà được mời đóng phim này. Nhưng mà thực ra rằng là dự án Sông Lan này là một trong những dự án Isaac nghĩ là nó rất là đặc biệt. Bởi vì cái sự can thiệp của chị Vân nó không lớn bằng cái tiếng nói của đạo diễn. Thì đạo diễn Leon Quang Lê là đạo diễn từ Mỹ về, và anh có một cái sự lựa chọn diễn viên khá là khắt khe. Đầu tiên thì chị Vân giới thiệu Isaac đến với Leon để casting cho vai diễn mang tên là Dũng trong bộ phim Sông Lan, thì là vai diễn của Lưu Bình Phát, đó là vai một thằng đòi nợ rất là giang hồ. Lúc đầu mọi người cũng chưa nhắm Isaac cho cái vai Linh Phụng đâu, là vai kép cả lương đâu. Nhưng mà sau một thời gian tìm hoài không ra được ứng cử viên cho cái vai diễn đó, thì Isaac nhớ là một cái đêm đó là Isaac có nhắn tin nói chuyện với Leon. Và Leon có mời Isaac qua để ngồi nói chuyện, và sau đấy là Leon hỏi Isaac hát thử cho Leon nghe một câu cải lương. Nhưng mà thực sự lúc đó là Isaac là ca sĩ nhạc pop mà mình cũng hát kiểu nghêu ngao thôi. Tại vì mình miền Tây hồi xưa mình cũng có nghe cải lương một tí tí thì mình cũng biết hát, thì Isaac hát thử một đoạn Lan và Điệp, thực ra cũng dở tệ, Isaac nghĩ là vậy. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ vài ngày sau thì Isaac nhận được một tin nhắn của Leon. Leon nhắn với Isaac là anh không muốn em vào vai Dũng nữa, mà anh muốn em vào vai Linh Phụng, và em phải học cải lương cấp tốc trong 2 tháng cho anh. Isaac mới nói wow. Nó rất là khó, và Isaac có chia sẻ trong một số bài phỏng vấn là Isaac gần như bị trầm cảm trong khoảng suốt thời gian mình học cải lương. Bởi vì như người hiểu là Isaac tiếp xúc với âm nhạc trẻ từ rất là nhỏ rồi, từ rất là trẻ rồi mà còn nhận nước ngoài nữa. Cho nên khi mà mình phải ép bản thân mình tiếp xúc một cái dòng nhạc mà mình từ trước đến giờ mình ít khi nghe, nó là một cái sự tra tấn đối với Isaac thật sự. Và Isaac phải cố gắng làm sao thả lỏng bản thân mình để cho cải lương nó tuôn trào bên trong một cách tự nhiên nhất. Và Isaac nghĩ là cũng có may mắn là do khi nhỏ đó, ba mẹ cũng ở trong ngay cải lương, cho nên hiện giờ mình cũng hiểu tí tí về cái cảm giác đó. Nhưng mà thật sự phải nói rằng là cải lương không phải muốn hát là được, không phải ai muốn hát cũng được. Không phải chỉ là về kỹ thuật, không phải là về học hát là học được, mà bắt buộc nó phải có cảm giác. Thì Isaac cảm giác mình may mắn, bởi bên trong mình có một cái chút gì đó người miền Tây. Cho nên khi mà có giai đoạn học cải lương 2 tháng, mặc dù nó rất là khó khăn với Isaac, nhưng mà dần dà Isaac bắt đầu cảm nhận được cái điều đó. Yêu đi con, có yêu có mất mát, rồi mày không diễn cũng là. Tới lúc Isaac quay, Isaac vẫn chưa tự tin. Mọi người có thể hiểu là một cái diễn viên cải lương họ mất gần như cả đời mình để có thể hát ra những cái câu cải lương nó rất là mùi mẫn, rất là bùi. Thì Isaac chỉ có 2 tháng thôi, thật sự nó không thấm thía gì so với cái sự cống hiến và hy sinh của các nghệ sĩ cải lương gọi là gạo cội cả. Cho nên đến lúc quay Isaac vẫn không tự tin. Nhưng mà Isaac nghĩ rằng là mình đã làm rồi thì mới làm cho tới. Thì với cái sự cố gắng hết mình của Isaac, Isaac chỉ biết rằng là trong khả năng của mình làm tốt nhất có thể những gì mình có thể làm, và để mình không cảm thấy hối hận và hổ thẹn với bản thân mình thôi. Cho nên là Isaac cũng hy vọng rằng là mọi người xem, mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Sao bữa nay tao thấy mày nôn nao quá vậy con? Lần đầu tiên khi mà Isaac đọc kịch bản bộ phim này, Isaac đã rất là xúc động. Và khi mà khép lại cái trang cuối cùng của kịch bản này, Isaac khóc. Bởi vì cái vẻ đẹp, cái tình yêu trong bộ phim này á, nó quá đẹp đi, nó làm lay động cái cảm xúc của Isaac rất là mạnh mẽ. Cho nên Isaac rất là vui khi mà mình tham gia bộ phim này á, và khi đến cái ngày quay cuối cùng, khi kết thúc nó, Isaac cảm giác được trọn vẹn cái điều đó. Và mình gần như là trở thành một diễn viên thực sự, bởi vì mình không còn là Isaac nữa. Không còn cái sự gượng gạo như những bộ phim Isaac đóng trước đây nữa, và ngay cả bản thân em cũng cảm giác là mình thực sự không còn là bản thân mình nữa. Và chính vì mình là nhân vật đó, cho nên khi mà cái bộ phim này khép lại để cho mình một cảm giác nó vương vấn khó tả lắm, giống như mình không dứt ra được cái nhân vật của mình. Kệ thôi, tự nhiên bắt ca